nấu canh chua với cá. Cá không ướp đường ở đây quá nha. Cá kho ướp đường nhiều chưa? Em quên cái vụ đã quên đó, cái nó ướp được đường nè. Chua cá. Mấy đó không ăn hả? Không. Ăn có chịu hả? Nó chịu à. Ăn canh chua em nấu hả? Chua là gì? Nãy sáng nhờ chị nấu, em mất là làm tiếp trồng cọt á. Ừ. Chị nấu. Sáng mẹ bà giữ con rồi đâu có ai được, em nói là bây giờ trồng cọt rồi không có ai kêu chị rước mà chị vô nấu tiếp á. Ai rước? Em sáng đi rước. Vậy em chạy qua gạch nếu anh hả? Nhà Tân Phước này gần nè, đi chút chút gì? Trang trường học là đắng chút mà. Ừ, chị ra đi chợ Long Thạnh ha. Dạ. Ừ. Đi ra ngoài đi, đây nóng quá. Rồi bây giờ em muốn làm gì nữa trường? Nha. Xong cái này rồi em có muốn em đi làm gì á? Đi hỏi ông sư phụ đi bằng hồ nữa, nâng kiếm tiền sẽ tết xài chứ giờ. Mà má nói giờ bắt bá cắt một bình rồi đâu ai giữ con rồi em đi không được. Không có, bây giờ em có muốn chăn nuôi gì không? Nuôi bạn chứ làm sao cái hầm nó tính mà hút dịch mua dịch gì nuôi nhà con cho nó ăn cơm đổ nữa. Chăm con em nuôi được không? Dạ chăm con lo không nổi á. Nó bự lên rồi không có chuồng lưới rồi người đồ ăn này kia đâu có chuồng nữa. Chuồng lưới thì em làm chuồng lưới có Mạnh Thường Quân người ta cho, có chị ở có bên Mỹ nó, mới nói anh hồi sáng nó có nuôi thì tí em nuôi chừng vài chục con cái nó bự lên chút em mới mua vài chục con nữa này, hay đổi hoài đó chứ không có nuôi được một đợt cái đầu cái sơn lo không nổi thì đợt 50 con. Dạ, đợt tí nó bự lên rồi gần bán được cái mua nhìn nữa nuôi tiếp hoài đó. Cái ấy rồi cái sửa cầm lương lại mua tấm xu mẹ cứ làm bự ra làm tấm xu giờ có nó có điện có nước rồi nó dễ gần khỏi xịt nước ha. Ừ. Chứ hai tấm xu gách này mua tấm xu làm mẹ kia làm đây nè. Ừ. Làm đi đi lương nó nhiều nha, lương nó nhiều không em hả? Rồi không biết có còn không hả không? Đi lần đi bắt rồi anh hai đi bắt cá rồi bắt gặp anh bắt với em bắt đó thì thả mấy chục con bây giờ mới còn không nữa. Rồi anh đợi cái chị Nguyệt Nguyễn chị có gửi tiền về rồi mua dịch mình nuôi ha. Dạ. Rồi mình làm chuồng ở đây có che gì không? Đây cái nước em đi mua bịch đàn mua chạm á. Chạm làm sàn ha. Chà, làm sàn đó lúc trước cũng nuôi nè mẹ nó cũng nuôi. Nuôi mấy sông nè. Cái sông này nước nước làm sàn thì làm cái sông nó làm bông lưới. Dạ, bông lưới. Bông lưới dòng mà nó đó. Mấy thằng này đỡ mình sợ mấy thằng kia không có nước. Tháng 3/4 á. Dòng mình nuôi vịt tơ có 1 tháng mấy tháng bán rồi. 2 tháng nè, cao lắm là 2 tháng à. Em biết thì em không thích nuôi thì dạ. Chỉ cho tiền nuôi đó, con em không nuôi thôi ạ. À. Thì em tính gì mẹ chân đó nó tính ấy mua lớn gì bung nuôi gà nữa, chính nuôi gà. Nuôi gà ăn thịt hả? Nuôi gà ăn thịt, gà bán, gà chợ như gà tàu, gà ác rồi kia. Gà thì nó dễ hơn gà cái mua lúa rồi gãi cho ăn rồi bông chuồng lại. Làm chuồng sàn cái luôn gà lâu lớn trường ơi như dịch mới mau bán như dịch tháng mấy à dịch mẹ nó kiếm mua dịch sim nữa nuôi dịch trắng á. Có chịu nuôi thì chỉ gửi về cho em nuôi còn không nuôi thôi em vô em cũng mua thì rồi cũng mua tre mua cây chàm gì làm sàn á mua chim bay mua lưới rồi kia chứ đây không có che thì mua cây gì mua chàm á. Dạ. Rồi mua lưới lỗ rồi làm cái sàn cho nó còn nhỏ còn chừng nào bự thì mình bông xuống cho nó có nước nó chảy xuống nuôi chứ gửi gì cho em nuôi còn không nuôi thì thôi. Mua lúa, mua ăn, thủ, sân,
Vịt tơ là cho ăn thức ăn trong lúa không à? Dạ. Trước vụ mẹ cũng mấy con nuôi cả, nuôi là lo thức ăn lúa hết nổi, nên nó gầy đầu nó đạt đạt có bán từ từ. Rồi em có nuôi không, có chịu nuôi không? Nuôi vì nó hút con 50 mấy chục 50 con vịt đó, rồi thêm mấy mớ gà nữa. Nuôi là nuôi cái một ha, thứ một ha. Nuôi vịt thì nuôi 100 con. 100 con họ không có chỗ rộng á. 100 con nó xíu hả ông nội ơi. Nó bự lên. Nó bự lên á. Nó bự lên nó nuôi đẻ luôn hay gì em nuôi nó bán vịt tơ mà. Đủ lông nó cũng bự rồi, nó đủ lông nó cũng bự á. Chỗ nhóc chân mà. Tính nuôi đăng cái hủ tiền đó, mua lúa, mua hết ăn này kia đó. Chứ 100 con này không sợ không lo thời gian không đủ không nổi. Nuôi nó đang mua lúa như hết ăn vừa vừa lại. Rồi em định nuôi nuôi đâu chỗ nào chị ơi? Cái đất nuôi em nuôi ngoài hầm nữa quá. Nuôi đâu? Nuôi sau lưng mộ để em làm sàn, để bắt cái cầu để em làm sàn. Tính dẹp đây cái em bắt cái sàn ra ngoài nè, là trước cũng nuôi đây, cái sàn này nè, cái một chân này làm sàn ở khu rồi nè. Cần gì làm sàn trường ơi, nuôi dưới nước luôn nội ơi. Nuôi nước thì vịt nó lên nó xuống nó lỡ mấy. Mình làm cái miếng chặn này nè, trắng mé. Căng lưới ngang gì được rồi. Căng lưới ngang đừng cho lộ qua đây, nuôi trong cái khu này nè. Ừ. Cũng làm cái sàn này cho lên tối ngủ nè. Thì làm sàn cho lên bờ ngủ nè. Lưới là nó trước là nuôi ở khu đó ông cha. Đó, mùa lưới lộ hư lưới đó. Gì đó. Thì cũng làm sàn cho con gan của con cha bánh nướng lạo đó. Ừ. Lên ăn rồi nó xuống uống nước. Nuôi thì giờ bữa nó chị cho tiền chị gửi về rồi hôm qua rồi mua đồ gì làm. Nuôi. Chỗ này nuôi 100 con dư sức, đâu phải nuôi 100 con còn đủ đâu, nó còn hao nữa. Nuôi lớn gì làm. Còn hao nữa, còn chết nữa ông nội ơi. Nếu không có gì thì ban vô nữa, cái bỏ rồi mướn vít đó ra em làm bung qua đây, cái là cho sàn lên cái sàn đó. Ừ. Em bung lưới ra dưới hết rồi, cái là cho lên nó nghỉ. Ừ. Chị giúp cho em nuôi đó. Dạ. Em cũng cảm ơn chị luôn, tạo cho em có với vốn là tạo con việc làm cho như mưa dịch như... Em cũng không biết chị tên gì không, chúc chị Trinh Nguyệt Nguyễn. Dạ, chị Nguyệt Nguyễn chúc chị mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc mà ăn phát đạt. Dạ, để giúp cho em tặng mà em có cái vốn để mà nuôi cho chăn nuôi á, em cho có tiền có này kia được cho con em mua này mua kia cũng được. Ừ. Dạ. Con cái này dẹp luôn đi trường ơi, nhìn nó ghê thế mẹ. À, nữa có tiền cái mua tấm sung làm bự nè. Đây cất nhà nữa đổ đá cát đây sao làm được. Nữa em cũng gỡ cái nhà ra đem qua đây cắt này, anh cắt đây em ở đây à. Gì? Nếu giờ có dỡ nhà em cũng đây che cái trại ở đây nè. Rồi sao để lương gì được? Thì em có làm nhà gầu vậy á. Nhà làm gầu đúng á. Mà nó mò coi còn lương không? Dỡ nha. Em cũng không biết kìa. Mở coi. Nuôi lương vậy là đâu ai để đắt đâu. Em để đắt cho nên nó không có bị gì. Trời ơi, có gô nó hay vậy? Có hả đây mẹ, cái bắt hả gọng, có ăn nữa, bắt nó ăn. Thằng ơi. Có lóc nữa hả? Có lóc nữa. Còn đứa tí không ạ?
Có một cái cua biển thằng dẹm nào không? Có không? Không rút đâu chân này. Có cái cua biển có dẹm không? Lộ hộp đều gì ký nhiêu chưa? Nhiêu? 4,5 hả? Ký lột rất lâu lắm ạ. Tối ngày ngồi đó sao chị nổi. Em có lột không? Không, em mà đó lãnh gì chân, vợ lột mà nó cạo không có ta chân rồi không có tiền đền thôi. Nó cạo được không? Nó cạo chục lóc luôn á. Cạo không cạo vỏ mà cạo phạm da luôn á. Người ta đâu chịu đâu, rồi thôi đâu dám lãnh đâu. Mà nó có cạo thử rồi ha. Có đi ra mà chị nè, rồi giờ lật nó ra cũng ra chị đó, kêu nó tập cạo rồi nó kêu lãnh gì cho nó đi, nó cạo tàn cạo như hịch luôn à. Rồi thôi, nghỉ. Không cạo nữa hả? Không cạo, rồi đâu nó cho cạo đâu, rồi nó thôi lãnh gì không có tiền đền à. Chứ cũng đòi kêu lãnh, nó đi bằng hồ bằng lãnh hoặc đều cho em cạo nó thôi. Ừ. Nó cạo không có tiền đền ta. Nó cạo đẻo mà. Người ta cạo cạo vỏ rồi nó lên đẻo đẻo nè. Nó không biết làm chứ hết trơn. Không. Lúc từ đó giờ bà nó đâu làm gì đâu. Chứ nó biết làm gì. Bà kêu làm gì nó làm đó chứ giờ con. Làm gái hả? Dạ. Cái nào nó ghiền hay gì trường ơi. Ghiền không? Em cũng biết nó bỏ giờ. Vợ em mà không biết gì. Cái ý của nó gì sao em hiểu được giờ, phải em hiểu là nó đâu bỏ em đâu nào. Nó mà tối nó có kêu. Ghiền không? Trời, tao đói bằng gì mệt mà ngủ, mà quẻo ngủ rồi. Bởi vì em ngủ không nó đi phải rồi. Em không có ghiền vợ hả? Con cá lời bề rồi đó. Vì là em chơi nó không nói bỏ đó. Trường. Hả? Em chơi không nói gì nó bỏ. Nói thiệt đi. Tại nó sống nghe không có tiền, nghèo rồi. Bà có nói cho bà nói sống với em về với em rồi chỉ có ăn hai bữa cơm chứ đâu có một số bức bạc đâu. Bởi vì bà nói câu đó đó. Nhưng mà nó ở với em có đòi hỏi không? Không, nó có đòi hỏi kia không? Không. Khai thiệt đi ông nội. Thiệt nha. Nó im gu hả? Ừ, nó lo cho con cái không làm bù đầu đằng lo cho con. Bố hồi lúc mà chưa có con kìa. Chưa con hả? Ừ. Con thì lâu lâu có vậy đó chứ thấy mệt thôi à. Ai mệt vậy? Ai thấy mặn mệt gì em nói đó, rồi mệt ngủ hả? Rồi nó không kêu hả? Không. Rồi mỗi lần ấy là em kêu nó hay nó kêu em? Nhưng mà hai đứa cùng kêu. Cùng kêu luôn hả? Nó kêu nó gì thì thấy bữa nào phải thì khều rồi đó. Không nói hãy kể cho người ta nghe, người ta biết. Kêu làm sao? Ừ? Kêu làm sao á? Thì nó kêu nó đâu có không, lúc đó cũng không biết, không nhớ. Nói đại đi. Vậy? Chị đưa cái bà đi, bà ra đây. Mình pha nó đi. Bà pha của mình mới á. Em pha nó đi. Em pha sữa cho con đi. Lấy cái bình mới nha. Bình mới á. Rồi tối em ngủ là ngủ trong phòng rồi đấy ha. Dạ, ngủ phòng á. Hai chồng ngủ rồi đấy ha. Dạ.
Lúc mới quen chắc làm dữ lắm hả Trần? Mới quen thì em cũng có mới quen thì em đi làm ở công ty gặp nó thì thấy nó cũng nói chuyện dễ thương đó. Không có, lúc mà hai đứa mới ở với nhau kìa. Ở lúc đó trốn mà. Gì? Trốn mà. Trốn đâu? Lúc mà nó về là em đâu mà nó về đây nó ở đâu có đâu có nhiêu về nhà ở đâu có nhiêu đâu bà kiếm mà hai đứa trốn đâu á trốn được cái mẹ như đi làm ở dưới cái tàu á rồi đâu cái em cuộn đồ đi xuống dưới ở ở rồi ở dưới đâu cái người ta không chịu ta nói đông dân quá xuống sợ ba bắt cá vào gì đó rồi không chịu rồi cái mới gì à về ở đây được đâu có tháng mấy hai tháng gì nào bà xuống tới là bà điện ba đi làm bùa làm phép vậy là nó tự nhiên cái em với nó không có gì chăng thì nó bỏ đi à nó gọi trả nè bữa đó nó làm gì vậy? Em la nó cái nó dặn em đi tay tay dánh thì chảnh dánh một thời gian được cái nó mới xuống cái nó trốn nữa trốn mà về đợt sau bảo đầu mới muốn tìm tới nhà em đó trốn mấy đợt á rồi đợt sau nữa là mới trốn qua chị Năm là đợt đó là em bệnh á